Kinh Bát Nhã thường nói, thật tướng các pháp, nếu dùng lời hiện tại mà nói, chính là chân tướng của tất cả vạn sự vạn pháp. Cho nên giáo học của Phật cũng không khác, chính là dạy chúng ta hiểu rõ chân tướng của vũ trụ vạn pháp. Việc này rất quan trọng. Tường tận chính là Phật, chính là Bồ Tát. Không hiểu rõ chân tướng thì gọi là phàm phu. Phàm phu chúng ta không hiểu rõ chân tướng, lấy cái giả tướng hiện ra làm thành chân tướng. Ở trong đó khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, gọi là tạo nghiệp. Như trên Kinh Địa Tạng, Phật đã nói, chúng sanh diêm phù đề, khởi tâm động niệm, thấy đều là nghiệp, thấy đều là tội. Lời nói này không quá đáng chút nào. Khởi tâm động niệm của chúng ta sai rồi. Chúng ta nghĩ sai. Chúng ta nói sai. Chúng ta làm sai. Sai ở đâu vậy? Chỗ này phải nên biết, sai ở chính mình. Không liên quan gì với cảnh giới bên ngoài. Đại đức xưa Trung Quốc dạy chúng ta, làm mà không được phải xem lại chính mình. Sự răn dạy của câu nói này thật rất hay. Đó là trí tuệ chân thật, giáo huấn chân thật, bảo chúng ta quay đầu là bờ. Chúng ta không nói người thông thường, chỉ nói người tu hành, nói đệ tử nhà Phật chúng ta. Vì sao chúng ta không thể kiến tánh? Vì sao không thể quay đầu lại? Chính là khi mọi việc không dự ý thì đều là lỗi lầm của người khác. Dường như không có liên quan gì với chính ta, vậy thì chính mình vĩnh viễn mê hoặc, vĩnh viễn không thể quay đầu. Đó gọi là sanh tử luân hồi, đời đời kiếp kiếp không có ngày ra. Đến lúc nào bạn mới có thể siêu diệt luân hồi? Biết được lỗi lầm không ở bên ngoài, do chính mình chưa tốt. Khi vừa quay đầu, bạn liền có cơ duyên siêu diệt sáu cõi luân hồi. Lời nói này là thật, một chút cũng không giả. Rõ ràng là do người đó gây phiền phức cho tôi. Tại sao lỗi lầm không ở nơi họ mà ở chính tôi? Cái đạo lý này rất sâu. Họ gây phiền não cho ta, vì sao họ không tìm người kia gây phiền não? Tại vì sao họ chỉ đến tìm ta? Ngay trong một đời này của ta, không có oán thù với họ, không có qua lại, thì vì sao chỉ riêng đến tìm ta? Đó là bởi vì chúng ta chỉ xem thấy một đời này, không hề xem thấy đời quá khứ, không hề xem thấy đời vị lai. Đến hôm nào mà chúng ta có thể xem thấy quá khứ, hiện tại, vị lai, thì bỗng nhiên khai ngộ. Ở trong sáu cõi, khẳng định là ngay trong đời quá khứ của ta cũng có hành vi này đối với họ. Hôm nay gặp được thì hoàn toàn tương báo. Quan quan tương báo, phía sau còn có một câu không hề ngừng dứt. Bạn nói xem có đáng sợ không? Vô duyên vô cớ họ đến tìm ta, là nghiệp lực đời trước khống chế lấy. Nếu như hiểu rõ cái đạo lý này, hôm nay họ đến tìm ta là việc đúng. Nghịch đến thuận chịu, ta phải làm thế nào? Ta phải sửa lỗi tự làm mới. Ta không còn oán hận họ, ta không còn ý niệm báo thù. Cái gút này không phải liền được giải rồi hay sao? Vậy mở cái gút này, cái gút đó thật gọi là ngàn ngàn gút. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đắc tội với bao nhiêu chúng sanh, không cần nói thứ khác, bạn đã ăn hết bao nhiêu thịt chúng sanh. Bạn có biết hay không? Chúng ta người chưa học Phật, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, đó cũng là một sinh mạng. Họ tạo tác bất thiện, đọa lạc vào đường súc sanh.
Trong kinh Phật nói, người chết làm dê, dê chết làm người. Đời đời kiếp kiếp ăn nuốt lẫn nhau. Cho nên sau khi hiểu được đạo lý này, chính mình mới hoàn toàn khẳng định bên ngoài không có lỗi lầm, đều là chính mình tạo tác, tự làm tự chịu, còn có lời gì để nói nữa. Chúng ta liền có thể dứt được cái ý niệm oán trời trách người. Khổ cực thế nào cũng bằng lòng nhận chịu, chứng nạn thế nào cũng đều có thể nhẫn chịu. Biết được nhẫn chịu thì gọi là tu hành, gọi đó là nâng cao, đem cảnh giới của chính mình không ngừng nâng lên cao. Tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật đều là giúp đỡ chính mình nâng cao. Trong thuận cảnh biết được không sanh tham luyến, chính mình nâng lên, đoạn dứt tham, đoạn dứt si mê, nghịch cảnh ác duyên, không có chút oán hận, không có chút báo thù, thì đoạn được sân hận. Không thể đoạn sạch tham sân si, cũng là giảm nhẹ mức độ rất lớn. Phiền não nhẹ, bồ đề thêm lớn. Bồ đề chính là trí tuệ. Trí tuệ càng thêm lớn, càng thấy được rõ ràng đối với chân tướng sự thật. Vì thì đạo tâm tu hành của bạn càng kiên cố, bạn sẽ càng dũng mãnh tinh tấn. Cho nên phải ghi nhớ, chúng ta không thể nâng cao thì không thể ra khỏi, đều là đem tất cả lỗi lầm thấy ở bên ngoài, ngoài tâm cầu pháp. Ngoài tâm cầu pháp nhà Phật gọi là ngoại đạo. Chính mình ngày ngày học Phật, không biết chính mình là ngoại đạo. Lúc nào thì mới có thể quay đầu? Khi Phật Pháp chưa đến Trung Quốc, lão tổ tông chúng ta đã dạy cho chúng ta phải xem lại chính mình. Chỉ có người biết xem lại chính mình mới là người chân thật tu hành. Những lời nói này chúng ta nghe đã quen tai. Thế nhưng thế nào vậy? Chúng ta không hề vận dụng ở ngay trong cuộc sống. Thuận cảnh thì khởi tâm tham, nghịch cảnh thì khởi oán hận. Khởi tâm động niệm tạo tác ra là nghiệp luân hồi. Học Phật cũng không ngoại lệ. Lúc nào mới có thể ra khỏi được luân hồi? Có thể nói không có kỳ hạn. Công phu tu hành của chúng ta không được đắc lực, niệm Phật cũng không được. Niệm Phật có thể sanh tịnh độ không? Ngày trước tôi theo lão sư Lý 10 năm học kinh giáo với ông. Lão sư ngày thường hay nhắc nhở chúng ta, Đại Trung Liên Xã là do Ngài sáng lập ra. Khi tôi theo Ngài, lão sư Ngài nói với tôi, liên hữu của Liên Xã có danh sách có 200.000 người. Khi tôi rời khỏi ông, tôi theo ông 10 năm, khi rời khỏi ông, liên hữu Đại Trung đại khái có hơn 300.000 người. Lão sư Ngài thường hay dùng cái này để làm thí dụ. Liên hữu nhiều đến như vậy, người chân thật giảng sanh, ngay trong 1.000 người chỉ có 2-3 người. Vậy nói rõ cái gì? Không như người xưa nói, dạng người tu, dạng người chứng. Dạng người tu, dạng người chứng là lý luận. Nếu bạn tu hành đúng lý, đúng pháp, không ai không giảng sanh. Tại vì sao chúng ta không thể giảng sanh? Chính là tâm hạnh của chúng ta bất thiện. Tâm hạnh không thanh tịnh. Bạn thấy, trong kinh giáo Tịnh Độ nói rất hay. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh.
trong lòng chúng ta có tham sân si mạng thì làm sao giảng sanh? Đới nghiệp giảng sanh không sai. Người giảng sanh có ai mà không đới nghiệp? Mọi người đều đới nghiệp. Đới nghiệp giảng sanh. Thế nhưng đới nghiệp giảng sanh, bạn phải nên biết điều kiện để đới nghiệp giảng sanh. Đại đức xưa nói rất rõ ràng, mang nghiệp cũ không mang nghiệp mới. Hay nói cách khác, trước khi chúng ta chưa học Phật, nghiệp đã tạo trước khi chưa tu tịnh độ, gọi là nghiệp cũ. Sau khi học Phật, sau khi tu tịnh độ, không được tái tạo. Tái tạo thì không thể mang đi. Cho phép bạn mang nghiệp cũ, không thể mang nghiệp mới. Vậy chúng ta ngày ngày niệm Phật, ngày ngày vẫn còn đang tạo nghiệp, thì làm sao được chứ? Không thể giảng sanh, nguyên nhân chính cái chỗ này. Chúng ta ngày ngày niệm Phật có lợi ích gì không? Có. Nghiệp thiện trong sáu cõi luân hồi không thể sanh đến thế giới cực lạc. Thế nhưng đời sau được phước báo trời người thì không vấn đề gì. Tóm lại mà nói, sự việc phiền não nhất chính là đem tất cả lỗi lầm trách nhiệm đổ cho người khác. Đó là chánh nhân chúng ta đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Chúng ta không thể không biết. Phải biết, trên kinh Phật nói hoàn toàn là thật. Thế Tôn Ngài nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Chúng ta ngày nay thân người khó được, chúng ta ngay trong đời này có được thân người. Phật Pháp khó nghe, chúng ta có duyên phận tốt được nghe Phật Pháp. Cái cơ duyên này rất khó được. Nghe được Phật Pháp liền có cơ hội, có duyên phận ở ngay trong một đời này vĩnh thoát luân hồi. Không chỉ vĩnh thoát luân hồi, vĩnh thoát mười pháp giới. Cái thù thắng này còn gì bằng? Thiên thượng nhân gian, trong mười pháp giới là nhân duyên hy hữu khó gặp. Chúng ta gặp được rồi. Chỉ cần chính mình có thể nắm lấy, cố gắng và nắm lấy cơ hội, vậy thì bạn vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vĩnh viễn thoát khỏi mười pháp giới. Bạn đi làm Phật rồi. Trên lý mà nói, người người đều có phần. Từ trinh sự mà nói, thành thật niệm Phật, phát nguyện giảng sanh, phải đem chướng ngại trừ bỏ. Chướng ngại chính là xem lại chính mình. Hôm nay tôi đặc biệt nêu ra câu này với các đồng tu. Nhất định phải khẳng định, tất cả lỗi lầm là chính do ta, không liên quan gì với người khác. Chỉ cần bạn có sự nhận biết này, ở phương diện này mà nỗ lực, ngay đời này bạn nhất định giảng sanh. Không nên trách cứ người khác nữa. Tất cả bên ngoài không có lỗi lầm, chỉ có chính mình đang chướng ngại chính mình. Người khác không chướng ngại được ta. Người khác ức hiếp ta, làm nhục ta, hãm hại ta, ta không hề oán hận họ, mà ta còn cảm tạ họ. Vì sao cảm tạ họ? Cảm tạ họ đã đến khảo ta, ta có thể vượt qua. Ta không oán hận họ, ta không trách họ, ta chỉ trách chính mình. Ngày trước đã tạo ra những nghiệp bất thiện, đời này mới bị báo ứng này. Hoan hỷ mà tiếp nhận quả báo này, vậy thì trả rồi. Nếu như trong thuận cảnh khởi tâm tham, vấn đề này của bạn không thể giải quyết trong nghịch cảnh khởi tâm oán hận, đời sau còn phải trả báo.
việc đó chân thật như người xưa đã nói, không thể ngừng dứt. Chúng ta hy vọng tất cả nợ nần đều trả hết ngay trong một đời này. Cái lý này phải hiểu, đó là chân lý.